Xin chào các bạn đang theo dõi kênh của xe điện Motor Điện. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu một bộ cầu phanh dầu. Cầu này dài 1 mét, chưa tính bánh. Có hai số nhanh và chậm, sử dụng phanh dầu, phanh đĩa. Bánh ở đây đang lắp là bánh 400-12, lốp tròn, không xăm. Vành thì rất là đẹp, na răng rất là đẹp, na răng nhôm, nhôm đúc không xăm. Đó, lan rất là đẹp luôn. Xin chào các bạn đang theo dõi kênh của xe điện Motor Điện. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu một bộ cầu phanh dầu. Cầu này dài 1 mét, chưa tính bánh. Có hai số nhanh và chậm, sử dụng phanh dầu, phanh đĩa. Bánh ở đây đang lắp là bánh 400-12, lốp tròn, không xăm. Vành thì rất là đẹp, na răng rất là đẹp, na răng nhôm, nhôm đúc không xăm. Đó, lan rất là đẹp luôn. Với cái cầu này thì ta có thể sử dụng động cơ từ 500W cho đến 1500W tùy theo mục đích sử dụng. Chiều rộng của cây cầu có thể thay đổi từ 1m1 cho đến 50cm đều có phanh dầu. Động cơ lắp thì rất là đơn giản thôi. Và đây là cái động cơ của nó. Chỉ cần
cái này ra, nắp đậy này ra, nắp cái này vô. Chiếc con ốc vô là xong. Xin lưu ý đây là cây cầu có hai số, số nhanh và số chậm. Và động cơ thì có thể lắp từ 500 W cho đến 1500 W. Tốc độ thì nó nằm trong khoảng trên 30 km, tùy theo công suất động cơ có thể đạt tối đa là 37 đến 40 km. Với cái loại bánh xe này, với loại bánh nhỏ hơn thì tốc độ sẽ chậm hơn. Bộ cầu này có thể sử dụng đối với xe 3 bánh hoặc 4 bánh. Có thể sử dụng phanh bóp bằng tay hoặc là phanh đạp bằng chân. Ngoài ra thì bên xe điện motor điện đang có một cái xe du lịch đang được khôi phục lại. Các bạn nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ. Giá của nó dự trù là trên 20 triệu. Hoàn thiện, chạy được, lăn bánh. Quy sử dụng bình 20A. Anh em nào thích lắp bình to hơn thì mua thêm. Cốp đựng bình thì rất là rộng, thoải mái. Cái con này chỉ cần sơn lại theo ý là được. Về phần yếm thì còn nguyên vẹn, chưa có bị bể. Phần kính thì vẫn còn nhưng mà đã bị lứt. Nó là dạng meca thôi, không phải là kính. Xe này là xe 5 chỗ.